cơm cái này. Còn 20 gần 5 tháng. Chích 3 mũi. Chích luôn phòng dạy. Mập mạp. Cao ráo. Xin chào đại gốc. Thì qua tại xem thực tế nha, qua coi video thì con nào cũng vậy á, nếu là có con đó, con này mình để lại giá bình dân ha. Con này có một đứa em nó đi làm sốt cho nên là nó sợ chăm không tốt cho nên nó để lại để cho bạn nào có thời gian đó chăm. Cũng sợ bệnh nữa ha. Okay.